Ok nhá, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em. Các bác ơi, thế thì 2 ngày hôm nay thì em cũng có nhận được rất là nhiều cái cuộc điện thoại hỏi về hàng hóa. Thế xong rồi là các bác cũng có hỏi là các bác cũng có quan tâm và các bác cũng có hỏi là sao không thấy đại loại là có nghĩa là trước nay thì em là ra video thường xuyên. Có thể là 2 ngày em sẽ ra đều đặn một lần một 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 video, hoặc là 1 ngày một video. Em ra đều đặn là 1 ngày một video hoặc là 2 ngày một video. Thế thì tầm 3 đến khoảng tầm 3 đến 5 ngày hôm nay thì là em không có ra được video. Đấy thì hôm nay em cũng phải lên cái video này để em nói để cho các bác có thể là biết được, vì là hôm nay thì đã có tầm 2 đến 3 người gọi điện cho em bảo là ô thế xong mấy hôm nay không thấy lên 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 YouTube. Thì là báo cáo các bác ấy là em hiệu thì đợt này cái mùa cuối năm này là thì thứ nhất là em hiệu đang cũng là rất bận rồi, cái thứ hai nữa là cái video cuối cùng của em này là có nghĩa là em thông báo là em vừa mới bị Covid. Em bị Covid thế nào bây giờ là em đang bị hậu Covid các bác ạ. Bác nào bị Covid rồi thì các bác có thể là lắm được cái hậu Covid của nó như thế nào, nó rất là mệt, nó rất là mệt mỏi, bị đau đầu nhức óc các thứ, xong rồi là người nó cứ lâng lâng khâng các bác ạ. Thế là với cả hơn nữa là công việc nó cũng 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 rất là bận nữa. Thế là lên là có thể là lên sóng mấy hôm nay lên sóng có vẻ là hơi thưa thôi, chứ còn em hiệu vẫn nhận đơn hàng đi các tỉnh. Các bác xem được video của em, các bác xem được video của em, các bác thắc mắc về hàng hóa, muốn biết giá và muốn có thể tìm hiểu về sản phẩm này nọ các thứ, các bác cứ liên hệ với cả Zalo của em. Zalo của em, cái số điện thoại của em để ở phần mô tả bên dưới, nó kèm bao gồm cả Zalo của em. Rất là cảm ơn các bác ạ. Em Hiệu xin rất là cảm ơn các bác. Các bác không thấy em Hiệu lên sóng có 2 3 ngày hôm nay thôi, thì thật ra bản thân ý nếu mà có thời gian ấy thì sẽ quay được nhiều sản phẩm hơn, rồi là quay được nhiều điều hơn cho các bác, có thể để cho các bác xem cách lắp đặt rồi hướng dẫn này nọ các thứ. Nhưng mà mấy hôm nay thứ nhất là bận là một này, cái thứ hai nữa là mới bị Covid, và bây giờ hiện tại là em Hiệu là đang bị hậu Covid nên là cũng rất là ngại, rất là ngại thì với các bác lại bảo là không thấy quay về YouTube nữa, không thấy lên video nữa. Đấy thì báo cáo các bác nó là như thế, lý do nó là như thế các bác nhá. Người nó cứ lưng 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 không hiểu gì. Bác nào mà có cái thuốc gì mà chữa được ấy, cho nó khỏe ra thì các bác bảo em Hiệu nhá, bình luận lại cái thuốc ở bên dưới để cho em Hiệu biết, để em Hiệu mua, em Hiệu uống cho em Hiệu mau khỏe các bác nhá. Thì em Hiệu có thể là giới thiệu được các sản phẩm mới đến cho các bác. Chứ còn thật ra đến mấy hôm nay hơi mệt nên là không ra được video, với cả nó bận xong rồi là người nó mệt nên là nó cũng chưa thể ra được video cho các bác xem đấy. Nhưng mà phải nói rất là cảm ơn, lên cái video này là phải nói là để cảm ơn các bác. Mục đích là gì? Các bác trong ngày hôm nay là hôm qua em không nói, nhưng mà trong ngày hôm nay đã có 2 bác gọi điện bảo là không lên video, thì có ý là các bác là có nghĩa là ngày nào các bác cũng theo dõi em, ngày nào các bác cũng theo dõi em. Thế là chứng tỏ là mình cũng có một lượng khách ok phết các bác nhỉ. Đấy thế là các bác gọi điện các bác hỏi hỏi sản phẩm, các bác bảo 2 3 ngày hôm nay không thấy lên video thì công nhận là tuyệt vời, em thấy là thế là rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn cái tình cảm các bác dành cho em nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.